Xin chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Hello everyone to our YouTube channel. Đây là thành phố Edmonton ở Canada. This is Edmonton in Canada. Hôm nay trừ 12 độ C. Today is minus 12 degrees Celsius. Đi chợ Costco mua rau quả. Going to Costco to buy fruits and vegetables. Nhân viên Costco đang kiểm tra thẻ thành viên tại cửa vào chợ. Costco staffs are checking membership at the door. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh này. Cảm ơn. Please subscribe to support this channel. Thank you. Đây có bán bánh kẹo nè. Here are the candies. Áo quần thì ở đây. Clothings are here. Bàn ghế ở đây. Furniture are here. Rau quả đây nè quý vị ơi. Here are the vegetables. Hành củ đỏ 2 đồng tư 1 ký. Red onions $2.40 per kilogram. Một bì 5 đồng 49. $5.49 per bag. Cà rốt 2 đồng 86 1 ký. Carrots $2.86 per kilogram. Tỏi 9 đồng 1 bón. Garlics $9 per pound. Gần 1 gram 1 xu. Ginger 1 cent per gram. Hành đỏ 4 đồng 41 ký. Shallots $4.40 per kilo. Hành củ ngọt 3 đồng lẻ 8 1 ký. Sweet onions $3.08 per kilo. Bơ của Mễ 1 đồng 83 một trái. Avocado from Mexico $1.83 each. Dưa dài 1 trái 1 đồng 83. Long cucumber $1.83 each. Dưa này của Canada trồng.
This is grown in Canada. Dưa nhỏ 3 đồng rưỡi một bón. Mini cucumbers $3.50 per pound. Dưa này của Canada trồng. This is grown in Canada. Táo gala 3 đồng 3 một ký. Gala apples $3.30 per kilo. Táo của Canada. Apples are from Canada. Lê 4 đồng lẻ 4 một ký. Pears $4.04 per kilo. Hàng của Mỹ. Product of USA. Xin quý vị đăng ký để ủng hộ kênh này. Cảm ơn. Please subscribe to support this channel. Thank you. Thơm. Một trái 5 đồng rưỡi. Pineapple $5.50 each. Hàng của Costa Rica. Product of Costa Rica. Cam 4 đồng 1 ký. Orange $4 per kilogram. Hàng của Mỹ. Product of USA. Nho xanh 8 đồng lẻ 8 1 ký. Green grape $8.08 per kilogram. Hàng của Peru. Product of Peru. Trái anh đào 1 đồng 76 một ký. Cherry $1.76 per kilogram. Hàng của Chile. Product of Chile. Cảm ơn quý vị đã xem. Thank you for watching. Mong gặp lại quý vị lần sau. Hope to see you next time. Xin chào tạm biệt. Bye bye.